Hàn Quốc vậy. Bây giờ quỳ vô đây, quỳ ngay chỗ này. Ấp dài con, ấp dài. Quỳ vô đó. Ấp một xí thôi chứ mấy này con ấp một xí thôi, ấp đi bà mà cố này gì đó. Ấp lại một trường xí rồi ba con thôi xin. Đây con ấp một xí rồi ba con cho xin, ấp dài thôi chứ ba con không đánh đâu. Có nghe không? Ốc người ta ốc dài như thế, người ta ốc ốc dài không chứ. Bây giờ ba đến 1 với 3 mà không quay bằng cái tường là ba đánh lên nè. Ốc đi con. 1 2 Thôi được không khác, người khác phải đánh á. Đưa đây. Xòe cái tay ra, không quỳ thì xòe tay ra. Quỳ thì quỳ đứng vô đây, quỳ sát mặt cho tường. Úp mặt vô trong tường, ba không đánh. Không phải hối hận về cái tội con gây ra. Tại sao lại ném đồ chơi vô mặt bạn? Tại sao? Ba dặn con bao nhiêu lần rồi? Có được ném đồ chơi vô mặt bạn hay không? Có được ném đồ chơi hay không? Đồ chơi của ai? Đồ chơi của Bi mà Bi ném vậy rồi đồ chơi nó hư rồi lấy đâu nữa mà chơi? Tại sao Bi ném? Hả? Bây giờ Bi ném rồi là Bi gây ra lỗi, là ghi lỗi thì phải chuộc lỗi bằng cách là quỳ. Quỳ lên. Quanh cái trong tường. Con không dám bao nhiêu lần rồi. Đây là lần thứ mấy con ném đồ chơi ba dặn con rồi hả? Quỳ đúng mày cho tường đi. Con không có tha thứ cho cái tội này được. Nhắc nhở nhiều lần rồi. Tội này là tội không tha được. Khóc là ba đánh đi nha. Quỳ sát qua đâu đây? Quỳ sát qua trong tường. Giờ ba để cây đây nè, quỳ sát qua trong đó đi. Nhanh. Một. Dạ thôi, vô đây, vô tay đây. Có quỳ không? Sao không được? Sao không được? Ốp mặt cho tường xíu cho mặt ra. Hả? À, tại sao không được? Tại sao ném đồ chơi được mà bây giờ quỳ không được? Nói mà nghe thử. Tại sao quỳ không được? Gây ra lỗi là phải chịu lỗi, chịu phạt. Hiểu không? Không có ai cứu con được hết trơn á. Cái lỗi này lỗi của con gây ra, con phải tự chịu trách nhiệm của nó. Ba dặn con nhiều lần rồi chứ không phải là một lần. Lần đầu ba tha thứ, lần thứ hai ba tha thứ, lần thứ ba là ba bóc phạt. Quỳ ép mặt vô tường đi, chứ ngồi đó. Giờ sao? Hả? Quỳ ép mặt vô tường hay là ba để ba gõ gối? Ba Tuấn có cây rồi, ba Tuấn có cây bị ép mặt vô ba tường. Ba cho con hai lựa chọn. Một là bị ăn đòn, xòe tay ra ba đấm vào tay. Hai là quỳ ép mặt vào trong đó. 5 phút quay ra. Chọn đi, chọn cái nào? Con chọn cái nào? Quỳ hay là ăn đòn? Hả? Con chọn cái nào? Sợ nè. Ba không tha thứ được đâu. Tội này là tội không có tha được. Quỳ vô. Khóc, khóc là ba đánh nặng hơn nữa bây giờ. Khóc là ba đánh còn mạnh nặng hơn nữa bây giờ. Ba không dẫn mặt không? Quay vào đây quỳ. Một. Anh quay quỳ lẹ rồi đi chơi. Quỳ lẹ rồi đi chơi. Không quỳ đúng không? Không quỳ. Quỳ vô. Khóc bị đánh ha. Quỳ vô đi rồi đi chơi. Quỳ lên ba coi thôi.
Quay lên ba coi hả? Đi giỏi. Thì ba không đánh đâu, ba tướng không đánh, ba tướng nói vậy, ba tướng không đánh đâu. Chị biết quỳ lên, ba tướng cất cây à. Đó. Chứ không không nghe hứa không giữ lời là đó. Rồi cất cây là đâu có bị đánh nữa đâu. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Thì nó ấp lại cái tường rồi đó. Rồi. Quỳ xuống. Rồi sao con quỳ xuống đi, quỳ xuống. Bàn tay trước mặt. Quỳ xuống chút coi con nghỉ. Con nghỉ nha. Bàn tay nè. Tốt mạnh cho tôi. Đứng suy nghĩ về cái tội lỗi của mình trong vòng 3 phút. Lần sau có còn dám ném đồ chơi nữa không? Ném đi mà chơi nữa. Đứng nghiêm đó. Di chuyển là ăn chổi hay chưa? Tốt mạnh cho tôi, đứng nghiêm đó. Đứng nghiêm đó, đứng nghiêm. Vòng tay lại, chết. Tóc mặt vô trong tường. Quay mặt. Con quay mặt vô tường đi. Mà có chổi ba. Rồi, cất rồi. Quay mặt vô. Ngành chứ không lấy chổi. Giỏi. Đứng im nữa nha.